Anh Quy Khánh đúng không? Đúng Ôi luôn. cha ơi. Nếu dạ. bên em đồng ý chụp cho anh nguyên một cái nhóm diễn viên của anh luôn thì dạ. anh sẽ tới chụp. Ok anh, vậy thì studio em gần đây, anh có thể liên hệ các bạn của anh để tới đây để mình cùng chụp một cái bộ ảnh được không? Được rồi. Thì ghê chưa? Nói chung là Tony rất là uy tín nha mọi người. Tony nói là Tony làm và Huy Khánh cũng không có phụ lòng Tony. Huy Khánh nói Huy Khánh cũng làm luôn. Told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you.